Mày giải thích đi. Mày tham nhũng tiền công ty đúng không? Cái công trình đá cả tỷ bạc, thiết kế rõ ràng là đá hoa cương màu đen. Mày đem về công trình đó gì? Mày biết cái đá đó bao nhiêu tiền mét đâu? Còn cái đá hoa cương tao gần 2 triệu một mét. Mày xây dựng cho cái tòa nhà BBT Building á, quận 7 nó đẹp như vậy. Cái bản thiết kế có chữ ký của tao mày đuôi hả? Mày ra ngoài mày coi BBT Building Bình Tân, cái tòa nhà tệ nhất của tao, hai cầu thang đá gì? Hả? Thang máy đá gì? Sảnh đá gì? Không có cái đào dưới 1,5 triệu một mét hết. Bây giờ á, mày chơi mày đem cái đồ cũng là đá hoa cương, nhưng mà cái màu nó xấu, bây giờ nó hư mẹ của công trình của tao rồi. Tao nói thẳng với mày nha mày. Tao không cặp với con em mày là mày chết mẹ thôi. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Nói xin chào mấy em nha. Nhiều khi anh làm video hướng dẫn kinh doanh nhiều quá, anh sợ tụi em giỏi hơn anh, rồi sau này tụi em chê anh. Nhưng mà anh suy nghĩ lại rồi, sống mình phải làm cái gì đó cho cộng đồng. Em chê anh cùng lắm em thành anti fan của anh thôi. Nhưng mà anh không có thẹn với một kiếp Duy Nguyễn. Hôm nay á thì anh có chuyện buồn lắm em. Công trình nhà quận 7 của anh hàng triệu đô la nó biến nhiều quá, nó phốt từ lưa luôn. Mấy bữa nay anh dính cái phốt nặng bên đó, thêm cái phốt khốn nạn của bộ media nữa em. Hai phốt nhập một làm video chửi luôn. Tức quá chịu nổi. Em á, nào mà đi ngang BBT Bình Tân á, em sẽ thấy công trình BBT Bình Tân của anh á được đầu tư một cái hệ đá. Wow. Đá của anh á, nhìn coi. Từ cái bậc tam cấp, đúng không? Vô tới cầu thang này nọ kia, vô tới cái labo đồ. Anh nói thiệt với mày á, sang trọng lắm. Dân làm đá là nó sang lắm em, còn không người chơi nó làm mấy khác cho rẻ, em hiểu không? Còn cái ngôi nhà đầu tiên của anh á là đã xài đá xịn rồi. Thì bên quận 7 á, anh quản lý nó hơi bị ẩu. Tại vì anh có bản thiết kế rồi, thì bây giờ mấy thằng thầu phụ nó vô nó phải làm đúng bản thiết kế. Cái chỗ nào mà làm không đúng thì phải hỏi tao. Yes. Đằng này nó không có hỏi đâu má. Nó đi ra công ty con vợ bé nó nhập đá về mày. What? Hỏi sao đá này vậy? Nói đá này rẻ anh. Đồ bền đi chang. Đồ thấy quen quen chưa? Mà thấy quen quen chưa? Mà chỉ có một bài khốn nạn, có một bài đỡ khốn nạn hơn á, là hả? Không có trả tiền trước thôi, trả tiền theo đá. Chứ gặp nó lấy hợp đồng của tao 2 tỷ tiền đá, xong nhập đá đó về chắc tao chém nó luôn rồi đó. Trời ơi, thấy câu quen quen chứ mấy em. Thôi anh ơi, đừng có xài đá đó. Anh xài đá này đi nè. Nó chất lượng nó y chang mà giờ nó hàng nó phổ thông, phổ biến, tiết kiệm cho công ty đồ này nọ, nó nói hay lắm. Bị chửi mà, phải nói hay thôi. Nhưng mà tao nói mày nghe nha, Yến Tước làm sao hiểu được cái chí của đại bàng. Bàng bay dặn dặm, còn Yến Tước không thể. Tôi cứ tưởng rằng Yến Tước phải ở trong rừng, không ngờ hôm nay lại tụ tập ở hiên nhà. Tao đâu phải không biết cái điều mày nói. Đó, nhưng mà cái bản thiết kế anh nói việc đá đen thì phải làm đá đen cho anh. Đá trắng thì phải làm đá trắng. Ô, anh thời buổi này ai tin phong thủy nữa, anh đen trắng gì miễn là đá là thôi. Cái này không phải là phong thủy. Yes. Đúng không? Mà cái này là quality. Chất lượng, đẳng cấp. Đúng không? Tại sao tất cả các trung tâm của THOL anh đều làm cửa cơ, mà bên quận 7 anh làm cửa tự động? Mặt tiền anh không có điệu đà, mà bên quận 7 anh phải điệu đà thêm một cái nhựa giả gỗ hình số 7 chà phá nữa. Nó đem nhập về những cái loại đá mà gọi là thật sự với đá dành cho mấy biệt thự thôi. Còn anh á, là anh đấy quan tâm tới cái loại đá là đá là nó phải đẳng cấp, nó phải đi liền với chất lượng dịch vụ. Lỡ rồi thiết kế sao thì làm vậy đi, không có đâu. Đá người ta, đá thiết kế là đá màu đen, nó thẳng cho em luôn nha, đá granite màu đen anh sợ trên mạng đi, giá từ 1.500.000 một mét cho tới 2 triệu đồng một mét bán tại kho. Bán tại kho đó, chứ còn tiền ship là mắc hơn. Đá nó nặng thấy mẹ luôn. Làm đá cực lắm em,
tiền ship với tiền gia công cực mắc. Nó ngồi nó cưa đá một cái là bụi ngủ đầy trời hết, cưa bom thì không có bụi nha, mà cưa đá bụi lắm. Mà lắp từng viên đá vô cầu thang, lắp quả tiết vô hốc thang máy này nọ kia. Bây giờ anh fail nguyên cái nhà luôn. Bộ tức, bữa đó tức ngủ không được luôn chứ. Mà đá này nó cắt mẹ hết rồi sao trả. Ví dụ như đá chưa cắt thì anh trả được, cùng lắm tốn tiền vận chuyển thôi đổi thôi. Nó cắt nát bấy hết. Đá là mình phải cắt mem, cắt theo bậc cầu thang, bậc tam cấp, rồi cắt ốp ốp cho đẹp kia đó. Nó bây giờ nhìn coi, bên 7 chơi đá xám không à. Đá đâu rẻ mà, có mấy trăm ngàn mét à. 600 gì thôi, 600 mà thật sự với mày đó, nói gì thôi. Nhiều khi mua số lượng lớn nó điêu xuống nhà con vợ bé đó mà. Vợ nhà con vợ bé của thằng lúc đá đó. Dễ gì không. Anh chưa làm cái video này đó. Thường á là một thằng thầu á là bảo đảm nó có vợ bé, có bồ bịch gì nó bán đồ à. Nó đi theo team rồi ba. Đúng không, nó đi theo team rồi. Tao nói ủa đá tự nhiên ở bên này mày không, mày vươn bảy nó bán đá đóng. Mày không mua mày chạy Bình Tân mua làm chi vậy. Cái nó nói á, dạ anh bên Bình Tân là chuyên về đá, bên Bình Tân quốc lộ 1A là chuyên kho đá. Tao nói mày diễn với tao đúng không. Mày tin tao gọi vợ mày không. Tao cũng sợ liền. Dạ thôi đừng anh. Nói thẳng cái vụ gì, ăn nhiêu phần trăm đây. Cái nói chỗ đó bà nhỏ em nó làm. Bà nhỏ mà nó làm đúng không. Thà mà nói vậy, vợ cũ này giảm 5%. Giảm 5% đúng không. Thứ nhất mày có hai tội. Tội là lấy sai đá. Thứ hai là tội có bà nhỏ. Hai tội đó cộng lại 7%. Không tôi kêu tao alo cho con vợ mày. Mới chịu thôi. Đó. Nên bây giờ cái công trình quận 7 của anh nó nát đá rồi. Về mặt đá là bị fail. Cái đá của anh là đá kim sa chỉ đen. Xong rồi đá đỏ nó kêu là đá huyết rồng gì đá gì đó. Đá mắt lắm. Đá đỏ đó mấy em nhìn BBT Bình Tân của anh, đá đỏ cũng có mấy cái chỗ ô vuông trang trí đó. Rồi và cái bậc tam cấp của BBT Bình Tân là đá đỏ đó mấy em. Đẹp lắm, đá Ấn Độ đó gì đó. Đúng không? Bây giờ đá đó thì cái sự đẳng cấp. Đá đẳng cấp lắm em. Đá với gạch là cực kỳ đẳng cấp. Em thấy không, bên quận 7 anh sơn rất ít mà chơi đá với gạch không. Đá kinh chưa. Anh tính lót nguyên cái sân mộng bằng đá rồi đó. Mà sợ container cán bể thôi. Thiệt mà. Mà nhìn cái vỉa hè của tao. Nói có sách mách có chứng xin thưa. Vỉa hè này á, cả 100 triệu. Tiền đá đó. Có mấy cục thôi đó. Thấy có bao giờ bể không? Nope. Mày lót gạch đi. Xe trả lên phát rộp. Bên quận 7 cũng tính làm đá rồi. Nhưng mà sợ không được, bên 7 chắc không biết sao, chưa biết, chưa có giải pháp cho vỉa hè quận 7 từ tính. Nên bực cái chuyện đá lắm. Cái chuyện đá nó phá vỡ đi cả ngôi nhà. Nó phá vỡ cả ngôi nhà đó em. Ngôi nhà của mình đang phối hợp màu đen, màu xám, này nọ kia, quả tiết. Nội thất quận 7 rất đẹp. Giờ quốc mọi đang mới đá kiểu đó rồi, giờ lên màu chưa biết sao nữa. Nhưng mà anh nó thuộc dạng là thánh media mấy em. Nên dính cái phốt đó, kêu cái bộ media ở nhà nó dựng cái video để nó PR trá hình. Xong thằng Khứa đó, mình tập tạ mình không theo dõi 3 ngày. Từ cái thằng viết kịch bản, thằng đọc lời bình tới cái thằng dựng luôn, nó dựng nó đưa ra cái video nghe xong từ đầu đuôi méo hiểu gì hết. Không hiểu cái gì hết á. Mình đang nói về cục đá. Mẹ ông đi ông ngộn dựng nguyên cái video gì đâu mà quảng cáo trung tâm 5 sao hoành tráng đậm chất chịu chơi Duy Nguyễn vậy. Ủa tao đâu cần mày nổ giùm nó trời. Tao nổ này nó mới hay. Chứ tụi bay nổ nghe buồn ngủ lắm. Hiểu không? Nên mấy thằng viết văn bớt văn đi. Đâu cần nổ giùm đâu. Nó nổ nó không có được cái thần thái của anh. Anh mới là trùm nổ rồi. Để BBT anh nổ cho. Đúng không? Anh nó anh kêu tụi nó viết rằng á là ở bên quận 7 á có một cái biến á về đá mà làm cho giám đốc rất là bực tức. Giám đốc rất là tức giận đó, tại vì giám đốc là đẳng cấp, còn cục đá nó cùi bắp. Hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau. Người ta sẽ chửi cha mắng mẹ cho. Tại sao thằng Duy Nguyễn năm 2017 nó làm cái tòa nhà BBT Bình Tân, nó chơi đá 2 triệu mà bây giờ nó làm tòa nhà quận 7 nó chơi đá mấy trăm ngàn. Nó nói mẹ mày có chơi đá cũng chơi đá cũng làm ơn chơi đá Mỹ đi, chơi đá Tàu hả? Ví dụ vậy. Đúng không? Vậy thì mày làm ăn thua lỗ gì đúng không? Còn mày chém gió gì đúng không? Người ta nói là Trường Giang sống sau, xô sống trước, quận 7 không chơi mắc hơn thì thôi. Còn này nó chơi còn rẻ hơn nữa. Có phải là nó xỉ vả vô cái mặt anh chưa? Anh tức là tức ở chỗ đó.
nói bây giờ nó ngụy biện ừ giá nó tỷ đá rẻ hơn tiết kiệm trong ti áo đó. Mày tiết kiệm trong ti nhưng mà đá là gì? Đá là cái thứ vĩnh hằng. Yes. 100 năm sau cục đá nó chưa hư nữa. Hàng vạn khách hàng bên BBT quận 7 họ đạp chân, họ dẫm lên cái cục đá đó và họ sẽ hỏi rằng ủa sao kỳ vậy ta? Cái đó mới là cái chết. Mình đầu tư vô một cái hạng mục công trình á, nó phải hợp lý. Mình không có nói là mình chơi đồ đắt đỏ, nhưng mà mình chơi nó phải hợp lý. Mình chơi nó hợp lý để sau này mình mới mạnh miệng, mình mới quảng cáo, đúng không? Mình mới PR, thậm chí mình mới nổ được. Nên mấy cục đá là mình thích lắm. Tại dạo này nó theo sát công trình nó không được sát lắm. Nó không được sát lắm, thấy không? Nên sau này tụi em mà có xây dựng nhà cửa đó thì phải theo cho thật sát. Chúng mình tin tụi nó quá là mà chết. Tại vì tụi nó chỉ là thằng làm công ăn lương thôi, nó chịu trách nhiệm gì đâu, đúng không? Mày chửi nó quá nó nghĩ à. Nhưng mà vậy thì đâm ra thằng chủ nó tức mà nó không chửi được. Nó tức mà nó không chửi được thì nó sẽ bị bệnh thổ huyết mà nó chết, đúng không? Bệnh thổ huyết mà nó chết thì muốn duy trì sự sống nó uống này đi nè, cái này cân bằng tốt lắm, à quả mấy em, không có bị thổ huyết, đúng không? Ngày anh chơi 4 muỗng đó. Nhưng mà bây giờ á, hôm bữa hết tức rồi. Hôm qua sao nó làm đá nó cắt gặp bằng anh qua 7 bữa đó, bữa live stream ngàn view rồi đó, ngàn mấy đó. Anh đi qua mấy thằng đá không dám nói câu nào luôn. Gặp mặt dạ anh Duy, trời em dạ anh Duy này nọ kia. Màn đá đó biết gì không? Nó theo anh 4 nhà rồi đó. Nó thân lắm, nó theo anh 4 nhà, từ nhà này qua nhà kia luôn á. Wow. Chủ nhật trời mưa gió, nó còn vẫn ra ngồi cưa đá là bình thường. Nó vẫn qua ngồi cưa đá là bình thường, thấy thương không? Thấy thương không mấy em? Thương không? Yes. Thương cái con khỉ gì mà thương, nó khoáng ba ơi. Huh? Mẹ nó khoáng, nó làm xong hết, nó đi công trình khác. Chứ đâu phải nó làm công ăn lương đâu mà ngồi đó làm chủ nhật rồi thương. Mà chẳng qua nó càng ngày càng đêm để nó xong hết mẹ, nó dọn công trình khác, nó lấy cục tiền của tao 2 tỷ. Tiền đá không nguyên cái nhà 2 tỷ đó. Tiền đá, tiền công này nọ gươm á, mà giờ nó sụp qua đá này chắc còn tỷ mấy à. À nhắc tới mới nhớ, thêm cái nguyên tắc sai trong công việc nữa em. Mày bây giờ á, đá chỉ là nguyên liệu đúng không? Thi công là chuyện khác. Đúng chưa? Đúng chưa? Mày á, mà có mua đá 300 ngàn với đá 3 triệu, tiền thi công y chang nhau. Vì tại sao tao phải mua đá 300 ngàn? Tao lỡ rồi, tao chơi một lần, tao hạ ra trầm trồ luôn. Đá là vĩnh cửu mà, đá là vĩnh hằng mà. Chơi đá 2 triệu, tiền thi công cũng vậy, lời tiền thi công. Lời tiền thi công chứ. Còn đá nào độ bền nó như nhau thôi, khỏi bàn. Nhưng mà độ đẹp nó khác nhau, nó đẳng cấp khác nhau, đúng không? Bởi vậy á, thí dụ như giờ anh chạy xe 7 tỷ với thằng Media của anh nó chạy con Pha Điêu 400 triệu, đúng không? Thì hai con đi rửa xe cũng cùng giá thôi. Vậy tao chửi nó ngu được chưa? Ông mày mua xe ít tiền mà mày nuôi xe cũng nhiêu đó tiền. Trong khi bây giờ xe mà đi ngang tạm không biết ăn xuôi ăn lạc nhiều, cũng 15 ngàn chứ nhiêu. Tao đi 7 tỷ tao cũng 15 ngàn. Cái đó là cái chất chơi của thằng giám đốc đó. Bữa đó anh hết giận rồi mấy em. Mà bữa nay nói lại vẫn tức. Bữa nay nói lại giận quá. Bữa nay nói lại rất là giận luôn. Mà bực mình quá đừng có bị da. Nghĩ không nói nữa, bữa khác kể tôi nghe. Còn nhiều chuyện động trời lắm em. Vấn đề là câu chuyện là cái tức của anh nha. Nhưng mà nó có một bài học đó. Các em phải comment được bài học đó là bài học gì mà anh Duy muốn truyền tải. Chứ anh Duy mà không có rảnh đâu mà ngồi đây mà la nãy giờ 20 phút cho đau cổ nha. Đừng có hiểu anh Duy là người tầm thường như thế. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.